Thưa quý vị, nhân ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26 tháng 4, sáng nay Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị vai trò của nữ giới trong hoạt động sở hữu trí tuệ đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Trần Giang Khuê, trưởng văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo các sở ngành, trường đại học và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong năm ngoái, toàn tỉnh Đồng Nai có gần 80 đơn đăng ký sáng chế, 97 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và gần 1.200 đơn đăng ký nhãn hiệu. Lũy kế từ 2020 đến nay, có 17 đơn đăng ký sáng chế, 32 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, gần 3.300 đơn đăng ký nhãn hiệu dù là tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid. Sở Khoa học Công nghệ cũng xác định sở hữu trí tuệ ngày càng có vai trò quan trọng trong các hoạt động của đời sống xã hội và phát triển kinh tế, đặc biệt trong việc thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chúng tôi muốn thúc đẩy cái hoạt động sở hữu trí tuệ này đối với các doanh nghiệp, đặc biệt rằng là các cái công nghệ mới sẽ được đưa về, thì như vậy thì người ta để nâng cao cái giá trị sản phẩm của các doanh nghiệp, cũng như rằng là đối với phụ nữ ngày hôm nay chẳng hạn, thì như vậy thì những cái bảo hộ cùng lúc đó là có chủ triển khai các chính sách mà chúng ta vừa mới ban hành để hỗ trợ, thì hôm nay các đơn vị đồng hành sẽ tư vấn luôn trực tiếp cách nào để bảo hộ một cách nhanh nhất và làm sao đảm bảo quy định và cũng thụ hưởng những chính sách của nhà nước sẽ được triển khai và lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những cái cơ hội để các cấp hội chúng tôi cũng sẽ cùng với các cái cơ quan chức năng tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao cái nhận thức của chị em đối với hoạt động sở hữu trí tuệ và tuyên truyền cho chị em biết là cái tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ để làm sao là chị em thu hút nhiều chị em cùng tham gia để qua đó là nâng được cái giá trị sản phẩm của mình. Thông điệp của ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm nay là phụ nữ với sở hữu trí tuệ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, để tôn vinh tất cả những người phụ nữ tài năng trên thế giới, hướng tới bình đẳng giới trong hoạt động sở hữu trí tuệ, có cái nhìn khách quan hơn về những đóng góp của nữ giới trong hoạt động sở hữu trí tuệ nói riêng và trong sự phát triển kinh tế nói chung. Thời gian tới, cùng với việc thực hiện chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, giai đoạn 2020-2025 của tỉnh Đồng Nai, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện quy trình hỗ trợ theo nghị quyết số 30, kịp thời hỗ trợ cho các đơn vị đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trong và ngoài nước. Tập trung hoàn thiện quy trình hỗ trợ theo nghị quyết số 30 là tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo của bộ ngành trung ương, là kịp thời đề xuất các chương trình phối hợp hỗ trợ Đồng Nai trên con đường tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, sở hữu trí tuệ được xem là công cụ then chốt để quyết định đến sự thành công của chương trình. Hội nghị cũng đã tôn vinh gương điển hình tiêu biểu là nữ giới trong hoạt động lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ, có đóng góp trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại địa phương trên địa bàn Đồng Nai thời gian qua.